Nghĩ cũng ngộ ha, không biết mọi người sao chứ hai đứa em mà tầm một tháng không ăn cá lóc kiến thôi là ta nói ha, nó nhiễu nước dãi chảy nước miếng thèm chịu không nổi luôn á mọi người. Mới nhìn thì thấy nó hơi sần sùi hơi ghê ghê vậy thôi chứ cái thịt của nó ăn ngon bá cháy đó nghe. Chuyện là hồi tối nằm cũng buồn lướt lướt tóp tóp đồ đó, thấy bà chị kêu ba ăn cá lóc kiến, bà cầm cái sớ thịt bà chấm vô chén muối ớt một cái, tời ơi nước miếng một họng ngủ không có được luôn á mọi người. Nằm lăn hoài trông cho trời sáng lẹ lẹ ha, đành giọt xuống thịt heo rủ nó ra đây bắt liền. Tính sơ sơ đâu là cũng cỡ tháng rưỡi nay đó chưa có được ăn. Bởi vì bữa nay ra đây mò vô làm món gì ngon ngon ăn một cái cho nó đã cơn thèm coi. Cá lau kiến này thì ta nói nó dễ bắt lắm mấy anh chị, mà có nhiều anh chị không biết á, nói là hai đứa em thả xuống rồi bắt lên. Chứ làm gì mà dễ bắt chứ, là nói thiệt là tại mấy anh chị chưa có bắt thử thành ra mọi người không biết á, chứ thật ra nó dễ bắt nhất luôn rồi đó mọi người. Hang của nó thì nó làm ở dưới nước á mọi người, mình gà gà cái giò đôi lúc mình đụng cái đuôi của nó luôn á. Nhầm, con nó đang nằm trong hang gì đó nhưng mà nó đưa nguyên cái đuôi ra ngoài luôn, mọi người nắm cái đuôi kéo ra cái là xong rồi. Còn ai mà không tin nữa ha, có dịp về đây đem dẫn cho đi bắt luôn cho trải nghiệm luôn nè. Em thì được một cái em khoái quay mấy cái cảnh quê gì nè mọi người, nhìn nó yên bình sao đâu á, kiểu như là nó không có xô bồ xe cộ đồ tấp nập á, thấy mọi thứ nó cứ từ từ chậm chậm vậy cho nó dễ chịu nghe. Đó mà mọi người coi theo dưới quê yên bình đã không mọi người, xách cái thao cái gỗ ra ngoài đồng chút xíu cái là vô có ăn. Rồi cho heo đi tắm đi mọi người ơi, làm này mọi người chịu khó mang bao tay vô nha, đừng hơi xước tay đau lắm nha mọi người, cái dãy của nó bén lắm á. Cá lau kiến ăn thì nó ngon khỏi bàn rồi đó, nhưng mà cực nhất là cái khúc này nè mấy anh chị, anh chị nào mà ăn luộc xả hấp xả rồi đó thì mình khỏi lột da. Còn bữa nay em làm cái món khác thành ra phải lột da nó hơi lâu với lại hơi đau tay chút. Mới làm xong mấy con cá à, chưa kịp suy nghĩ ra làm cái món gì ăn nữa mà bầu trời nhìn cái hết ham luôn. Nói chung mấy em làm thì không có được khéo tay đâu mọi người ơi, cắt nó phạm vô thịt tùm lum hết trơn, nhưng mà không sao gì cũng được lắm rồi, có thêm mấy cái trứng nữa nè. Cá lau kiến mà đem đi nướng chao không biết nào giờ mọi người có ăn thử món này chưa ha, ngon lắm luôn á. Quăng vô chén dài cục chao ha, nêm nếm miếng sa tế, miếng bột ngọt cho lại miếng đường nữa. Chao thì lấy cái thôi chứ không có lấy nước nha mọi người. Xong mọi người cứ cà nhuyễn ra gì nè rồi mình đem đi ướp cá. Nhìn thì thấy đơn giản vậy thôi chứ chút xíu nướng xong đi thấy cảnh nó thơm mà nó ngon lắm mọi người. Cũng lâu quá rồi không có làm lại món nướng thành ra dẹp cái lò mất tiêu, bữa nay mất ra sắp cái lò lại nè. Đặt thêm mớ than nữa, bữa nay làm món nướng hy vọng đừng có mưa nghe trời. Làm gì làm gán gán nướng xong mấy con cá cái ha mưa ông ơi, chứ đang nướng mà mưa xuống cái là ăn hết ngon luôn đó. Rồi than cũng đỏ cũng nóng rồi, quăng lên hết mình nướng lần một luôn nha mọi người. Hồi nãy đi bắt thì được 5 con nè. Hồi ôi mấy cái trứng cá lau kiến này nè, nướng xong chút xíu mình ăn nó bùi mà sừng sực ngon lắm á mọi người. Vậy là xong rồi đó mọi người, bỏ đây nướng đi chừng nửa tiếng là mình có ăn rồi. Trong lúc chờ đồ ăn của mình chín thì tranh thủ làm vài củ khoai lang xé dẻo đi mọi người ơi. Sáng xuống sớm quá chưa có ăn sáng nữa, làm một hai củ lót dạ cái đã. Cái này là khoai lang xé dẻo xé tự nhiên không đường nha mọi người, cũng ngọt tự nhiên từ mặt khoai ăn rất là ngon luôn. Nguyên một hộp như vậy là 1 kg nha mọi người. Khoai bên em là toàn khoai mới sấy không à, thành ra lúc nào mọi người mua về ăn nó cũng mềm dẻo cũng thơm hết trơn á. Sẵn đây thì em cũng cảm ơn mọi người là mấy ngày hôm nay mọi người cũng ủng hộ khoai của em rất là nhiều luôn. Khoai lang sấy này mà kiểu đói đói đó ăn vài củ lót dạ cũng im lắm nha. Do là sấy không có đường á thành ra nó không có ngọt quá, ăn nó không có bị ngán đâu. Rồi thì anh chị nào có muốn ăn khoai thì nhắn em nghe. Công nhận cá lau kiến nướng nó thơm thiệt luôn á mọi người. Nướng nãy giờ thì được một bề nè, bây giờ lặt lại nướng thêm bề tiếp theo nữa, chín cái nữa là mình ăn rồi đó. Chín rồi mọi người ơi, thơm quá coi nè. Nhìn cái thịt con cá nó săn chắc mà cái màu nó vàng nhìn thèm ghê luôn á. Hồi sớm biết gì bắt 6 con được rồi, bắt chi có 5 con rồi, hồi sau chia đây chắc quýnh lộn luôn quá. Hết ra dĩa ha, đâm thêm chén muối ớt cay cay nữa nó mới đúng bài. Coi tới đây ai mà không đổ mồ hôi lưỡi vậy mới sợ luôn á. Ngon. Tính thà cá lau kiến này mọi người làm cái món gì cũng ngon vậy đó. Trứng cá lau kiến nè mọi người ơi. Ngon lắm nha. Nhòn nhòn béo béo. Ngon không? Giọng thứ mình đang thèm mà ngồi quay cho con thịt heo nó ăn nhìn chịu không nổi luôn á mọi người. Cá lau kiến mà mình đem đi nướng chao kiểu này nè, ăn nó ngon hết sảy thiệt. Cái thịt thì nó dai, nó ngọt, ướp chao đó ăn nó béo ghê luôn. Cầm cái khúc cá ha, chấm vô chén muối ớt, ăn chua chua cay cay, trời ơi, nó nhức răng thiệt luôn á mọi người. Rồi thôi, nói gì nói chứ vậy cũng đã cơn thèm rồi. Còn mọi người cuối tuần mà có rảnh rảnh đó nhớ làm cái món này ăn nha, ngon quá cháy luôn á.